Liên quan tới tình hình giải Gaza, ngày 14 tháng 11, quân đội Israel IDF tuyên bố đã chiếm được hầu hết các trụ sở hành chính của phong trào Hồi giáo Hamas ở trung tâm thành phố Gaza trong chiến dịch tấn công trên bộ vào giải Gaza. Tuyên bố cho biết các đơn vị của IDF đã chiếm được trụ sở cơ quan lập pháp, khu phức hợp chính quyền, trụ sở cảnh sát, tình báo và các địa điểm từng được sử dụng để lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel. Bên cạnh đó, IDF cũng chiếm được một cơ sở nằm trong Đại học Gaza, đóng vai trò là nơi nghiên cứu và sản xuất vũ khí của Hamas. Theo giới chức Israel, khoảng 1.200 người tại miền nam nước này chủ yếu là dân thường thiệt mạng, trong khi khoảng 240 người bị bắt làm con tin kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, phía Hamas thông báo trên 11.200 người cũng chủ yếu là dân thường đã thiệt mạng do các vụ tấn công của Israel vào Gaza. Cùng ngày 14 tháng 11, chính quyền Gaza hối thúc Israel và Hamas đạt được thỏa thuận về vấn đề thả con tin bị bắt giữ, đồng thời cảnh báo tình hình tại Gaza đang xấu đi từng ngày, gây khó khăn cho những nỗ lực hòa giải.